mỗi năm cả nước có khoảng 240.000 sinh viên tốt nghiệp. Trong số này, không phải ai cũng có thể tìm được cho mình một công việc phù hợp. Trong một khảo sát được thực hiện bởi Anphabe, người lao động càng trẻ thì tỷ lệ nghỉ việc sẽ càng nhiều, và con số đó trong năm vừa qua đã lên đến 36%. Có thể thấy, không nhiều người mới đi làm đang thực sự tận hưởng công việc mà mình đang có. Do đó, số người hiểu được giá trị của bản thân và biết cách phát triển, biết cách trở thành một mắt xích quan trọng trong một công ty lại càng khan hiếm. Vậy thì làm sao chúng ta có thể chọn lựa được một công việc phù hợp? Làm sao để định hình được thứ công ty thực sự đang cần rồi đáp ứng lại nó một cách trọn vẹn? Đồng thời khẳng định được chỗ đứng của bản thân ngay cả trong những doanh nghiệp với quy mô lên đến hàng nghìn người. Hãy cùng chúng mình tìm câu trả lời qua hành trình trở thành người quan trọng của tác giả Đặng Huy Thanh trong video ngày hôm nay. Trước khi đi tiếp, Spider Room đang cần tìm 2 người đồng đội full time. Một editor cho mảng video ngắn trên dưới 1 phút và một người anh em quay dựng cho mảng vlog, podcast, quảng cáo. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ để phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Ai cũng có một tuổi trẻ. Năm 18 tuổi, anh thi đại học khối A và đỗ vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành tự động hóa. Thế hệ 8X thời đó cứ nghe đến tự động hóa thì đều nghĩ là ghê gớm lắm. Nào thì điểm cao mới được vào đấy này, rồi đảm bảo công ăn việc làm ổn định sau khi ra trường, vân vân. Oai thì cứ như là đỗ kinh tế đối ngoại của FTU bây giờ vậy. Thế là anh bước vào thời sinh viên tràn đầy sự tự tin và bắt đầu một hành trình chơi hết mình. Tuổi trẻ ham vui, ham trải nghiệm và tận hưởng đó đã giúp anh nhận ra một điều quan trọng. Để có thể chiến thắng trong một cuộc đua thì không nhất thiết em phải là người xuất sắc nhất. Nhưng em cần phải nổi bật hơn đám đông ở một đặc điểm cụ thể nào đó. Em có thể là một người lên kế hoạch tốt nhưng không nhất thiết phải giỏi thực thi. Em cũng có thể tốt ở khâu kết nối mọi người mà chẳng cần phải là người giám sát mọi thứ. Trong tập thể, người lãnh đạo chỉ có một, nhưng mỗi thành viên còn lại đều quan trọng, bởi ở mỗi lĩnh vực cụ thể nào đó, họ là người làm tốt nhất so với những người khác. Cái việc hiểu được triết lý đơn giản này lại có thể giúp ích cho các em rất nhiều trên con đường trở thành một nhân sự có nhiều đóng góp giá trị cho bất cứ công ty nào mà các em làm việc. Hành trình trở thành quản lý của cậu sinh viên năm cuối. Hồi đó trong giới sinh viên bọn anh có một phong trào là đi học thạc sĩ ở Mỹ hoặc là Singapore sau khi kết thúc đại học. Anh đã chuẩn bị hồ sơ đi học tại trường NUS Singapore, với điều kiện sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ phải ở lại đó ít nhất 2 năm để làm việc. Trong khoảng thời gian chờ đi du học, thì anh thấy có một buổi hội thảo giới thiệu về chương trình Management Trainee, quản trị viên tập sự của Unilever tổ chức ở trường Bách Khoa, nghe có vẻ là hay ho. Với những bạn chưa biết, ở các công ty đa quốc gia như là Unilever, Nestle, Suntory, PepsiCo, hàng năm vẫn thường tổ chức những cuộc thi tuyển quản trị viên tập sự nhằm thu hút những nhân tài trẻ về cho tổ chức. Người tham dự thường là các bạn sinh viên năm cuối hoặc là ra trường được 1-2 năm. Trở thành một Management Trainee, bạn sẽ không chỉ trở thành một quản lý tại một tập đoàn lớn từ sớm, mà bạn còn có cơ hội được học hỏi, được phát triển một cách vượt bậc và không phải lo nghĩ quá nhiều về việc làm. Lúc ấy với suy nghĩ rất là tưng tưng, anh đánh liều nộp đơn với tâm thế đằng nào cũng đi du học nên là không thực sự quan trọng kết quả lắm. Không ngờ một quyết định thi cho vui ngày ấy lại là cái duyên giữa anh với cả Unilever trong nhiều năm tiếp theo và cho tới tận ngày hôm nay. Thông thường một chương trình quản trị viên tập sự tại Unilever nói riêng và các chương trình tuyển dụng tại các tập đoàn lớn khác như là Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Masan vân vân sẽ có một số vòng thi tuyển như sau với thứ tự và tên gọi có thể thay đổi một chút. Vòng 1, vòng nộp hồ sơ. Vòng 2, thi toán online và bài kiểm tra IQ. Vòng 3, phỏng vấn với cả phòng nhân sự. Vòng 4, phỏng vấn với cả trưởng phòng chuyên môn. Vòng 5, Assessment Center, Discovery Center, Bootcamp, vòng hoạt động nhóm. MT là một kỳ tuyển chọn khá gắt gao và cạnh tranh khốc liệt. Nghe nói có những năm ở Unilever nhận được khoảng mười mấy nghìn hồ sơ ứng tuyển, mà con số được chọn chỉ chưa đầy 20 người. Ở vòng lọc CV đầu tiên, các em nên lưu ý lưu lại một bản câu trả lời, vì ở những vòng phỏng vấn sau, họ sẽ hỏi sâu về những điểm em đã nêu ở trong CV. Vòng thi kiến thức toán và IQ như là của Unilever thì thường được thực hiện online. Mấu chốt để vượt qua vòng này là ở việc luyện tập trước để quen với dạng đề và tăng phản xạ nhanh tay nhanh mắt. Tiếng Anh thì đương nhiên là cần phải ở mức khá, nhưng dạng bài này các em hoàn toàn có thể ôn luyện trước được bằng cách Google một vài từ khóa đơn giản. Ví dụ như là sử dụng cái trang web này. Năm ấy khi tham gia vào chương trình MT của Unilever, anh nộp bừa vào phòng nhân sự bởi vì cảm thấy mình có hứng thú với việc phát triển con người. Anh đã nghĩ nhân sự là một bộ phận làm chức năng đó. Tuy thì chơi như thế nhưng anh lại được vào tới vòng phỏng vấn cùng với cả giám đốc nhân sự. Trước khi phỏng vấn, anh đã chuẩn bị một loạt các câu hỏi về sản phẩm của công ty, về đối thủ và thị trường, Thậm chí vì sợ bị hỏi lại cái kiến thức đại học, anh còn nghĩ sẵn đáp án cho một số câu nặng tính kỹ thuật như là cách điều khiển biến tân. Bất ngờ thay là khi bước chân vào phòng, câu hỏi các anh chị đưa ra chỉ là: hồi cấp 3 em làm gì? Hồi đại học thì em làm gì? Anh thấy được hỏi đúng chỗ ngứa thì cứ thế mà bắn tăng ra hết. Say sưa kể lại những cái trải nghiệm thời học sinh, thời sinh viên. Rằng thời phổ thông ở chuyên ngữ em đã là người kết nối tập thể như thế nào. Lên bách khoa thì kỷ niệm vui nhất là tham gia vào một hội nhóm đi thi Robotcon, tìm kiếm và lôi kéo những người phù hợp vào đội và hỗ trợ cho đội tìm được những nhà tài trợ. Họ lại hỏi trong team Robotcon ngày đó, nếu như phải chọn một trong hai người để đưa vào đội, một người rất siêu về kỹ thuật, còn một bạn thì hiểu được nguyên lý cơ bản của mỗi bộ phận và có khả năng tập hợp đội nhóm, thì em chọn ai? Lúc ấy anh không biết rằng thật ra là câu trả lời của mình là gì thì cũng không quan trọng. Quan trọng là cái cách mình giải thích giúp cho họ đánh giá được con người của mình là ai. Về sau nhìn lại, anh nhận ra có một triết lý đã vô tình được bản thân gìn giữ trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Đó là trở thành một người kết nối, một người tạo nền tảng cho những thành viên khác được phát huy tối đa năng lực chuyên môn của mình. Sau một hồi trao đổi, anh giám đốc nhân sự hỏi em có muốn chuyển sang bộ phận khác hay là không. Bởi vì phát triển con người thực tế là nhiệm vụ của những người lãnh đạo trong tất cả các mảng chứ không còn phải là trách nhiệm của nhân sự. Lúc đó anh nhận ra rằng mình chưa hề nghiêm túc với cả cơ hội này. Trong khi về công ty, họ đã dành thời gian phân tích và trao cơ hội cho mình. Sau buổi đó anh mới thực sự nghiên cứu kỹ về Unilever, đặc biệt là mảng sản xuất, chuỗi cung ứng, là bộ phận mà anh làm việc hơn 10 năm tính đến bây giờ. Có thể nói việc ứng tuyển vào một tập đoàn lớn như là Unilever với một quy trình tuyển chọn khắt khe là một cơ hội rất tốt để các em nhìn lại những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và biết được thực sự định hướng phát triển nào sẽ là phù hợp nhất với mình. Vòng thi cuối có tên là Assessment Center, AC. Ở đây là các ứng viên thường được chia theo nhóm, nhận được các đề bài liên quan trực tiếp tới chiến lược kinh doanh, tới tình hình thị trường, thậm chí đôi khi phải tập đưa ra những quyết định về một thương vụ mua bán, sáp nhập, nghe rất là nguy hiểm. Các bạn sẽ phải trả lời bằng tiếng Anh và thay nhau trình bày ý tưởng trước giám khảo là các bác phó chủ tịch tập đoàn, trưởng phòng tại các phòng ban. Trong vòng này, ai cũng tỏ ra lấn át để thể hiện sự quyết liệt và khả năng lãnh đạo. Bạn nào đuối kỹ năng nói tiếng Anh một chút thì sẽ mất lợi thế, dù ý tưởng của các bạn là rất tốt. Đến lúc gần hết giờ thì mọi người tranh thủ từng chút một để được trình bày nốt cái ý tưởng của mình. Thật ra là sau nhiều năm làm việc ở vị trí lãnh đạo và đi tuyển dụng các bạn trẻ, anh có một điều rất tâm đắc muốn chia sẻ với các em. Ở những vòng thi như vậy, kết quả cuối cùng không đơn giản nằm ở việc hôm ấy em đã thể hiện thuyết phục ra sao, mà là cả một quá trình nhiều năm trước đó em đã hình thành nên những tính cách và phẩm chất của bản thân như thế nào. Những người lãnh đạo là những tay lão luyện trong việc nhìn nhận và đánh giá thái độ của con người. Em có thể sẽ thuyết trình rất hào sảng, nhưng em sẽ không thể che giấu được sự ghen tị với một bạn cùng đội khi mà bạn kia thể hiện tốt hơn em. Em lấn át thành viên khác trong cuộc tranh luận, nhưng không thể che giấu được sự thiếu niềm tin vào chính mình khi bị vặn vẹo trong một câu hỏi khó. Ánh mắt của em không nói dối về việc em đã động não hết sức để tìm ra giải pháp hay chỉ đang cố gắng đưa ra một câu trả lời cho có vẻ hoàn hảo. Nó cũng không nói dối việc em là người nhiệt huyết, tràn đầy tinh thần lạc quan hay là con người có khuynh hướng tiêu cực hóa vấn đề. Trong một vòng phỏng vấn như vậy, các tập đoàn lớn thường tìm kiếm 3 kiểu người phù hợp. Kiểu thứ nhất là những người mang tinh thần cạnh tranh cao độ, có khả năng dẫn dắt ý tưởng và dám đối chất với các giám khảo. Kiểu thứ hai là những người có khả năng tư duy logic tốt, kiến thức sâu sắc để phân tích dữ liệu và thảo luận giải pháp, nhưng không quá giỏi trong việc thể hiện bản thân. Kiểu thứ ba là những người biết kết nối các thành viên. Họ nhìn ra điểm mạnh của từng người để tạo nên kết quả tốt nhất cho đội nhóm, cũng như là cầu nối giữa đội mình với ban giám khảo. Liệu em sẽ là kiểu người nào trong 3 nhân vật này? Những người đã làm ở vị trí lãnh đạo cấp cao cho các công ty này đều có trăm công nghìn việc. Vậy mục tiêu của họ khi ngồi xem các bạn trẻ thi thố là gì? Họ phỏng vấn với tâm thế đi tìm đồng nghiệp chứ không phải là đang đi tuyển nhân viên. Tuyển nhân viên giống như là mang về một tờ giấy trắng, muốn vẽ gì lên thì vẽ, bảo sao thì nghe vậy. Tuyển đồng nghiệp thì có nghĩa là tìm kiếm những người có giá trị phù hợp với cả giá trị của công ty, tức là phù hợp với giá trị của chính họ. Còn những thứ khác thì có thể dạy dỗ, hướng dẫn thêm được. Việc thi đỗ và trở thành một nhân sự của Unilever đã giúp cho anh nhận ra năng lực và đam mê phát triển nhân sự của bản thân một cách trọn vẹn nhất. Có lẽ ngày đó anh được chọn không phải bởi vì anh là người có tố chất kỹ thuật tốt, mà bởi anh là kiểu người sẽ luôn hữu ích trong tổ chức của họ. Một người biết dẫn dắt đội nhóm và giúp cho tập thể của mình tối ưu hóa kết quả hoạt động. Để có thể hiểu được mình là ai ở trong một tổ chức lớn, có rất nhiều điểm tương đồng trong việc chơi điện tử, làm Robotcon hay là đi làm tại một tập đoàn như là Unilever. Cách tốt nhất để em chứng minh giá trị của mình trong một tổ chức là tạo ra đóng góp đối với tập thể đó. Em luôn có thể tạo ra những đóng góp nhỏ, có ý nghĩa và điều đó sẽ tạo động lực để em cảm thấy tự tin và hạnh phúc. Khi chơi game, có những thành viên chuyên đi chiến đấu, có những người thì chỉ bơm đồ, nhưng cả hai nhóm người này đều cần thiết. Thời học sinh sinh viên, trong các dự án anh đều không phải là nhân vật xuất sắc nhất, nhưng năng lực của anh là kết nối các thành viên, phát huy khả năng của họ và đem về kết quả phối hợp tốt nhất cho cả đội. Điều này đúng với việc đi làm trong môi trường công ty. Để có thể hiểu được vai trò của mình trong bất kỳ tập thể nào, đặc biệt là trong môi trường làm việc, em cần xác định công việc mà mình có thể làm tốt nhất. Để hình dung được điều đó thì phải có sự chuẩn bị từ nhiều năm về trước. Hãy dành thời gian đi học, tham gia tích cực vào những hoạt động làm em say mê. Những trải nghiệm có thể khiến em xây dựng được cá tính và màu sắc của bản thân mình và giúp các em nhận ra rằng mình thích hợp với vai trò gì nhất trong một tập thể, là người dẫn dắt, hỗ trợ hay là thực thi. Hạnh phúc không phải là có được vị trí nghe oai mà là trở thành một người không thể thay thế. Với bản thân anh, triết lý về việc giúp cho từng thành viên trong nhóm của mình được tỏa sáng theo cách riêng của họ và cống hiến vào thành tích chung mới là kim chỉ nam từ hồi sinh viên bách khoa cho tới tận hiện tại, khi anh đã làm tới cấp lãnh đạo tại Unilever. Để không ngừng khẳng định vai trò của bản thân trong tập thể, em cũng cần có khả năng học hỏi. Vậy thế nào là học hỏi tốt? Theo anh, đó là khi em xây dựng được một lộ trình học tập cho riêng mình. Nhà tuyển dụng có thể phỏng vấn em về lộ trình học tập ở trong tương lai và họ sẽ quan tâm ở mức độ cởi mở trong việc tiếp thu kiến thức của em tới đâu. Em có dám học lại để rồi phủ định những thứ mà em đã học để tiếp thu cái mới hay là không? Em học một kiến thức A, học một quy trình làm việc X, sang năm sau nó đã trở thành kiến thức B và quy trình làm việc Y. Em có sẵn sàng học lại từ đầu không? Bởi thế giới đã thay đổi chóng mặt trong vòng 50 năm qua. Việc giỏi một kỹ năng và dùng kỹ năng đó để làm duy nhất một nghề trong suốt cuộc đời mình là chuyện của thế hệ bố mẹ chúng ta. Hãy chấp nhận một thực tế là nghề hot ngày hôm nay có thể biến mất trong vài chục năm nữa. Giờ đây, hành trang lớn nhất của việc học đại học là sự tự do. Em được tự do khám phá những lĩnh vực mà mình muốn tìm hiểu, muốn xây dựng bộ kỹ năng dựa trên ý thích của bản thân. Và kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ này là khả năng học kiến thức mới. Mấy năm ở giảng đường đại học cho phép em hình dung được một vài lĩnh vực mà mình quan tâm, từ đó tự tin trả lời được câu hỏi về lộ trình học tập. Khả năng học hỏi của nhà tuyển dụng. Hầu hết các bạn sinh viên đều lúng túng về chuyện không có kinh nghiệm làm việc trước khi đi ứng tuyển. Em có dám đặt ra mục tiêu cho mình là ra trường phải trang bị một số kinh nghiệm nhất định không? Kinh nghiệm đó đến từ việc em tối ưu thời gian rảnh để đi thực tập, làm việc thử trong các dự án tuyển cộng tác viên. Kinh nghiệm đó cũng không nhất thiết phải đến từ việc đi làm mà có thể đạt được bằng cách tự học các chứng chỉ online. 4.0 đang là xu thế được nhắc tới rất nhiều trên truyền thông đại chúng, tới mức dẫn tới hiểu lầm về nó. Số hóa hay là cách mạng 4.0 không chỉ thuần túy là sự dịch chuyển từ môi trường offline sang môi trường online, mà nó phải giúp con người tạo ra những năng lực mới. Ví dụ như em chuyển từ lưu trữ văn bản giấy sang lưu trữ trên file mềm thì đấy chưa phải là 4.0. Việc em vận dụng được sức mạnh của công nghệ để trang bị cho mình những kiến thức mới, những hiểu biết mới, đó mới thực sự là 4.0. Nhiều người ở Việt Nam vẫn coi Internet, công nghệ chỉ là trang sức, như việc chạy đua dùng iPhone rất xịn. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn người khác thì em phải thực sự áp dụng công nghệ vào trong đời sống học tập của mình. Công nghệ sẽ giúp cho em tạo ra khả năng mới, khả năng xử lý một khối lượng thông tin đồ sộ hơn, khả năng hiểu về những xu hướng tương lai mới nhất ở nửa bên kia của địa cầu. Công nghệ sẽ giúp cho em hiểu được tại sao là phải học kinh tế vĩ mô trong khi việc của em là đi bán hàng. Tại sao việc đọc hiểu những dữ liệu như hành vi đảo mắt của các bà nội trợ ở trong siêu thị lại góp phần tăng doanh số? Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Anh nghĩ rằng thắng lợi lớn nhất đối với tuổi trẻ không phải là thi đỗ vào một công ty lớn, mà đến cuối ngày, đó là việc nhận ra mình có thể làm tốt nhất việc gì. Mong các em luôn giữ vững được sự lì lợm, kiên cường của tuổi trẻ để tìm ra được điều phù hợp nhất với mình. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho chúng mình. Nếu các bạn muốn đọc thêm những nội dung như trên, hãy tìm đọc sách Người trong Muôn Nghề nhé. Mình là PinkDot, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. See ya!